Nhiều ý kiến cho rằng số vụ tai nạn có liên quan đến mô tô xe máy ở mức cao, bởi hiện nay thì mô tô xe máy chiếm hơn 85% tổng số phương tiện giao thông. Và thực tế thì cũng cho thấy nguyên nhân chủ yếu xảy ra với các tai nạn giao thông có liên quan đến mô tô xe máy vẫn là do người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành luật khi đi đường. Những hình ảnh trong clip sau đây sẽ là một trong số những dẫn chứng cụ thể nhất cho điều này. Đoạn clip được camera giám sát hành trình ghi lại vào chiều ngày 4 tháng 1 trên tuyến đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiếc ô tô đang lưu thông bình thường, bất chợt từ phía sau, người đàn ông đi xe máy len lỏi vượt lên phía trước đầu xe. Có lẽ do khoảng không quá hẹp nên chiếc xe máy đã va chạm với xe bên cạnh dẫn đến mất lái. Xe đổ, người đàn ông văng khỏi xe, đập mặt xuống đường nằm lăn trước mũi ô tô. Rất may, ô tô đi chậm, người lái xe xử lý phanh kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc. May mắn không phải lúc nào cũng có. Để đảm bảo an toàn, điều quan trọng là phải chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. Với những cái hình ảnh vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng chỉ cần một phút bất cẩn thôi, hoàn toàn có thể có những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và chúng tôi xin tiếp tục đón nhận những cái clip hình ảnh và thông tin của quý vị và các bạn qua địa chỉ email là antoangiaothong@vtv.vn hoặc qua điện thoại đường dây nóng là 0983 456 456.